Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh ông giáo Vlog. Tiếp tục với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới sách lớp 3, thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta môn tiếng Việt lớp 3 tập 1 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Và khi xem video thì thầy cũng hy vọng chúng mình hãy like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo. Bên cạnh đó thì chúng mình có thể nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của ông giáo. Và bây giờ đến với môn tiếng Việt lớp 3 tập 1 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Thầy mời chúng ta mở sách tiếng Việt lớp 3 tập 1 để thực hiện một số hoạt động trong bài 29 Ngôi nhà trong cỏ tiết 1 và tiết 2. Đầu tiên chúng ta có thể quan sát tranh trong sách giáo khoa cũng như tranh trên màn hình. Bạn nào có thể cho thầy biết hình ảnh trong tranh vẽ đó là những gì? À đúng rồi, hình ảnh trong tranh chúng ta thấy xung quanh rất là nhiều cây cối này, đúng không? Rồi có những con vật gì? À có chuồn chuồn, châu chấu và dế mèn. Vậy thì nội dung bức tranh này kể cho chúng ta về câu chuyện gì thì thầy mời chúng ta mở sách và thực hiện lắng nghe thầy đọc bài đọc đó là Ngôi nhà trong cỏ. Trước khi đến với phần luyện đọc cũng như phần tìm hiểu bài, thầy sẽ đọc mẫu cho chúng ta nghe và sau đó chúng mình cố gắng dừng video và đọc lại. Ngôi nhà trong cỏ, sáng sớm, cao cao và nhái bén đang tập nhảy xa thì chợt một tràng re 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 vang lên. Hai bạn nghệnh đầu nghe. Hay quá, ai hát đó? Chuồn chuồn vừa bay đến đậu trên nhánh cỏ mây, đôi cánh mọng rung nhẹ nhẹ khi điệu nhạc vút cao. Có phải cào cào hát không hay nhái bén? Cào cào lắc đầu, nhái bén cũng xua tay. Tớ à, tớ hát thì ai nghe? Thế là cào cào, nhái bén, chuồn chuồn rủ nhau đi tìm tiếng hát. Dưới lớp cỏ xanh rì, mặt đất đen ẩm ướt, dế than đang xây nhà. Chốc chốc, cậu dừng lại, cất tiếng hát say sưa. Khi dứt bài hát, dế than giật mình nghe thấy một tràng pháo tay lục bục. Cào cào, từ trên nhánh cỏ nhảy xuống. Tớ là cao cao, tiếng hát của bạn hay quá. Chuồn chuồn khẽ đập đôi cánh. Tớ là chuồn chuồn, bạn thật là một tài năng âm nhạc. Dế than ngượng ngùng. Ôi, tớ chỉ là thợ đào đất thôi. Tớ là dế than. Nhái bén mừng rỡ. À, từ nay tớ có thêm một láng giềng hát hay, làm giỏi là dế than. Để chúng tớ giúp bạn dựng nhà. Cào cào, nhái bén, chuồn chuồn cùng xuống vào giúp dế than. Chỉ chốc lát, ngôi nhà xinh xắn bằng đất đã được xây xong dưới ô nấm giữa vùng cỏ xanh tươi. Theo Lý Lan. Vậy là thầy vừa đọc cho chúng ta nghe bài tập đọc Ngôi nhà trong cỏ. Bây giờ chúng mình sẽ dừng video và đọc lại. Khi đọc thì chúng ta cố gắng đọc trôi chảy toàn bài, ngắt nghĩ đúng ở dấu câu và chú ý là đọc diễn cảm với các lời thoại giữ ngữ lời thoại và ngữ điệu phù hợp. Và bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta luyện đọc một số từ khó ở trong bài. Một số từ khó ở trong bài đó là từ nhảy xa. Thầy sẽ đọc mẫu, sau đó chúng ta cố gắng dừng video và đọc lại những cái từ này. Nhảy xa, nhảy xa, vang lên, rủ nhau, chốc lát, vùng cỏ. Trong bài có một câu văn khá là dài. Bây giờ thầy cũng sẽ hướng dẫn cho chúng ta ngắt nghỉ câu văn này như sau. Câu văn ở có thể ở đoạn cuối đoạn bài đó là chỉ chốc lát, ngôi nhà xinh xắn bằng đất đã được xây xong.
dưới ô nấm, giữa vùng cỏ xanh tươi. Thầy đọc lại một lần nữa. Ở đây thì chúng ta thấy là một gạch thì chúng mình nghỉ nửa hơi, dấu chấm hết câu chúng mình nghỉ một hơi, nghỉ lâu hơn một chút. Và thầy đọc mẫu. Chỉ chốc lát, ngôi nhà xinh xắn bằng đất đã được xây xong, dưới ô nấm, giữa vùng cỏ xanh tươi. Chúng mình có thể dừng video và đọc lại câu văn dài này. Trong bài thì chúng ta sẽ thấy có một số từ rất là khó hiểu, thì bây giờ thầy cũng sẽ giải nghĩa một số từ, với ví dụ như là từ tràng. Tràng ở đây tức là tràng của nghĩa trong bài thì tức là chuỗi âm thanh phát ra liên tục, gọi là tràng. Từ tiếp theo đó là từ ngẩng đầu. Ngẩng đầu ở đây tức là vươn cao đầu lên, là giống như vươn cao đầu lên để đánh bóng, đó là ngẩng đầu. Từ tiếp theo đó là từ láng giềng. Láng giềng tức là như là hàng xóm, người ở nhà bên cạnh, mình hay nói là hàng xóm láng giềng, đúng không? Đó là từ nghĩa của từ láng giềng ở trong bài. Chúng ta có thể đọc phần giải nghĩa từ ở trong sách giáo khoa. Vậy thì bây giờ chúng mình sẽ luyện đọc theo từng đoạn. Và bây giờ chúng ta hãy cho thầy biết là trong bài ngôi nhà trong cỏ được chia làm mấy đoạn. Bây giờ thầy sẽ chia đoạn cho chúng ta luôn. Trong bài ngôi nhà trong cỏ chúng ta sẽ có 3 đoạn. Đoạn đầu tiên sẽ là từ đầu đến đi tìm tiếng hát. Đoạn thứ hai sẽ là tiếp theo cho đến một tài năng âm nhạc. Và đoạn thứ ba sẽ là đoạn còn lại. Ở đây chúng ta có thể thấy đây là đoạn 1, tức là từ sáng sớm cào cào và nhái bén đang tập nhảy xa, thì chợt một tràng re 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 vang lên. Hai bạn nghịch đầu nghe, hay quá, ai hát đó? Chuồn chuồn vừa bay đến đậu trên nhánh cỏ mây, đôi cánh mọng rung nhẹ nhẹ khi điệu nhạc vút cao. Có phải cào cào hát không? Hay nhái bén? Cào cào lắc đầu, nhái bén cũng xua tay. Tớ à, tớ hát thì ai nghe? Thế là cào cào, nhái bén, chuồn chuồn rủ nhau đi tìm tiếng hát. Đó là đoạn 1. Đoạn 2 sẽ là từ dưới lớp cỏ xanh rì, mặt đất đen ẩm ướt, dế than đang xây nhà. Chốc chốc cậu dừng lại, cất tiếng hát say sưa. Khi dứt bài nhạc, dế than giật mình nghe tiếng, nghe thấy một tràng pháo tay lộp bộp. Cào cào từ trên nhánh cỏ nhảy xuống. Tớ là cào cào, tiếng hát của bạn hay quá. Chuồn chuồn khẽ đập đôi cánh. Tớ là chuồn chuồn, bạn thật là một tài năng âm nhạc. Đó là đoạn 2. Đoạn 3 thì sẽ là từ dế than ngượng ngùng. Ôi, tớ chỉ là thợ đào đất thôi. Tớ là dế than, nhái bén mừng rỡ. À, từ nay tớ có thêm một láng giềng hát hay. Làm giỏi là dế than. Để chúng tớ giúp bạn dựng nhà. Cào cào, nhái bén, chuồn chuồn cùng xuống vào giúp dế than. Chỉ chốc lát, ngôi nhà xinh xắn bằng đất đã được xây xong, dưới ô nấm, giữa vùng cỏ xanh tươi. Đó là đoạn 3. Như vậy trong bài sẽ là có 3 đoạn. Bây giờ chúng ta sẽ đọc nối tiếp nhau 3 đoạn này. Trước khi đến với phần tìm hiểu bài, chúng ta hãy đọc lại bài đọc ngôi nhà trong cỏ một lần nữa. Tiếp theo thì thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta tìm hiểu bài. Trong phần tìm hiểu bài chúng ta sẽ có một số câu hỏi sau. Câu hỏi đầu tiên đó là vào sáng sớm chuyện gì đã xảy ra khiến cào cào, nhái bén, chuồn chuồn chú ý. Nào, bây giờ chúng ta hãy đọc thầm đoạn 1 nhé. Vậy thì đọc thầm đoạn 1 xong và cho thầy biết vào sáng sớm chuyện gì đã xảy ra khiến cào cào,
Nhái bén chuồn chuồn chú ý. À đúng rồi, vào sáng sớm một âm thanh vang lên từ đâu không rõ, khiến gì? Cào cào, nhái bén, chuồn chuồn chú ý, đúng không? Câu hỏi số 2. Các bạn phát hiện ra điều gì? Ở đây chúng ta thấy là các bạn đã biết được tiếng hát, đúng không? Làm các bạn chú ý. Rồi bây giờ các bạn phát hiện ra điều gì nữa? Chúng ta hãy đọc thầm đoạn 2 nhé. Và ở đây các bạn đã phát hiện ra thêm điều gì? À đúng rồi, các bạn phát hiện ra gì? Than vừa vừa xây nhà vừa vừa hát, đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 3, đó là chi tiết nào cho thấy cuộc gặp gỡ của các bạn với dế than rất là thân mật? Chi tiết nào cho thấy cuộc gặp gỡ của các bạn với dế than rất là thân mật đây các em? Sau khi dế than vừa hát xong thì các bạn như thế nào này? Rồi sau đó các bạn đã tự giới thiệu về mình đúng không? Như vậy thì chi tiết cho thấy cuộc gặp gỡ của các bạn với dế than rất thân mật đó là khi dế than vừa dứt lời bài hát thì các bạn đã gì? Vỗ tay lục đục đúng không? Và rất to, thể hiện sự thán phục đối với dế than. Sau đó các bạn đã làm gì? Đúng rồi, các bạn đã tự giới thiệu để làm quen với dế than. Các bạn khen ngợi dế than hát rất là hay, chỉ là một tài năng âm nhạc. Còn dế than thì như thế nào? Chính xác, khiêm tốn, chỉ nhận mình là một thợ đào đất thôi, đúng không? Đó là những chi tiết cho thấy cuộc gặp gỡ của các bạn với dế than rất là thân mật. Bây giờ chúng mình hãy thảo luận và trả lời câu hỏi số 4, đó là các bạn đã giúp dế than làm việc gì? Ở đây chúng mình có thể đọc đoạn là số 3. Các bạn đã giúp dế than làm gì đấy các em? À đúng rồi, chính xác. Các bạn đã súng vào giúp dế than thấy xây nhà, đúng không? Câu số 5, em nghĩ gì về việc các bạn đã giúp đỡ dế than? Vậy thì qua câu chuyện này chúng ta thấy là các bạn ấy đã giúp đỡ dế than xây nhà. Vậy thì em có suy nghĩ gì? À đúng rồi, việc các bạn giúp đỡ dế than thể hiện sự tốt bụng, thân thiện này, rồi của các bạn chuồn chuồn nhái bén cào cào và sự đoàn kết của những người bạn tốt, tình bạn thật đáng quý giữa các con vật này đúng không? Ngoài ra chúng mình cũng có thấy đó là sự giúp đỡ lẫn nhau giữa hàng xóm láng giềng đúng không? Và ở đây chúng mình thấy là chúng mình có một suy nghĩ đó là đúng rồi, chúng ta thấy là giúp đỡ thể hiện sự tốt bụng thân thiện của các bạn trong câu chuyện. Và những người bạn như thế này chúng ta thấy là gì? Đúng rồi, tình bạn rất là đáng quý đúng không? Vậy thì qua bài đọc Ngôi nhà trong cỏ, chúng mình hãy cho thầy biết là câu chuyện mình nói về điều gì? À đúng rồi, câu chuyện muốn nói với chúng ta những người hàng xóm là những người bạn tốt. Chúng ta có thể học hỏi nhiều điều từ họ, đồng thời họ cũng làm những công việc chung để cuộc sống tốt đẹp hơn. Đồng thời cùng họ làm những công việc chung để cuộc sống tốt đẹp hơn. Đúng không? Đó là nội dung của bài đọc Ngôi nhà trong cỏ. Bây giờ chúng mình sẽ đến với hoạt động nói và nghe hàng xóm của tắc kè. Ở hoạt động này chúng ta sẽ dựa vào tranh và câu hỏi gợi ý đoán nội dung câu chuyện hàng xóm của tắc kè. Đầu tiên chúng ta sẽ xem những bức tranh trong câu chuyện nhé. Bức tranh số 1 thì là vẽ những con vật đúng không? Ở xóm bờ dậu có những ai? Chúng ta thấy là ốc sên rồi thằn lằn đúng không? Ếch đúng không? Tiếp theo thì thằn lằn đã nghe thấy gì? Chúng ta thấy thằn lằn đang nghe được tiếng gì từ ngôi nhà này. Và bức tranh số 3 đó là gì? Hình ảnh nhá. Cụ cóc đã giải thích những gì về tắc kè? Bức tranh số 4 là hàng xóm với tắc kè quyết định làm gì sau khi hiểu về tắc kè? Vậy thì qua những bức tranh này chúng mình sẽ lại đoán nội dung câu chuyện hàng xóm của tắc kè. Đó là những hàng xóm của tắc kè đúng không? Vậy thì nội dung câu chuyện là gì? À thì để chúng ta biết được nội dung câu chuyện được rõ hơn thì bây giờ thầy sẽ mở cho chúng ta nghe về câu chuyện, sau đó chúng mình sẽ tìm hiểu nội dung nhé.
hàng xóm của tắc kè. Cụ cóc, chú thằn lằn, cô ốc sên, anh nhái xanh và bác tắc kè đều là cư dân của xóm bờ rậu. Cụ cóc đã nghỉ hưu từ lâu, thằn lằn là thợ săn, nhái xanh là vận động viên nhảy xa, ốc sên là người mẫu. Chỉ có tắc kè là ít khi thấy mặt, không mấy ai biết bác làm nghề gì. Nhà của bác ở góc bức tường rêu, nơi có mấy mảnh cửa đã ong chóc vì mưa nắng. Một hôm, thằn lằn than phiền: "Hôm qua tắc kè kêu gì thế nhỉ?" Ốc sên đang chuẩn bị đi làm, nghe thấy thế cũng góp chuyện: "Tôi cũng nghe thấy." Nhái xanh lắc đầu: "Thế cô có nghe rõ bác ấy kêu gì không?" Chắc là sao? Tôi thì nghe bác ấy tặc lưỡi: Chắc là chứ làm sao biết, chắc là cái gì?" Cụ cóc từ trong hàng trứng gợi đi ra, cụ nhìn mọi người, hò cụ cụ: "Bác tắc kè kêu, đã về. Bác ấy làm việc dự báo thời tiết ở đài khí tượng thủy văn xa lắm, được về thăm nhà mừng quá, vừa đến đầu ngõ đã phải kêu lên cho người nhà biết. Hơi ồn một chút, nhưng mình nên thông cảm cho bác ấy." Thằn lằn, ốc sên, nhái xanh ngơ ngác nhìn nhau: "Ồ, hóa ra là thế. Vậy tối nay phải đến thăm bác tắc kè chứ nhỉ? Chẳng gì thì cũng là hàng xóm láng giềng với nhau, mà lâu lắm bác ấy mới về thăm nhà." Các bạn hãy lắng nghe cô kể lại một lần nữa nhé. Như vậy là chúng ta đã nghe xong câu chuyện hàng xóm của tắc kè. Vậy thì qua câu chuyện chúng ta thấy đã học được điều gì? Ở đây chúng mình thấy là câu chuyện đã nhắc nhở chúng mình như thế nào nhỉ? Đúng rồi. Dù sống ở đâu, chúng ta cũng phải tôn trọng những người xung quanh. Ta phải giữ tập tự để không làm ảnh hưởng đến người khác. Đồng thời phải biết thông cảm, chia sẻ với họ khi họ không cố tình, đúng không? Như vậy thì ở đây qua câu chuyện chúng ta cũng thấy là dù chúng ta hay là dù các con vật hay là chúng ta, dù sống ở đâu chúng mình cũng phải tôn trọng những người xung quanh. Ta phải giữ tập tự để không làm ảnh hưởng đến người khác. Đồng thời phải biết thông cảm và chia sẻ khi họ không cố tình, đúng không? Đó cũng là nội dung của câu chuyện hàng xóm của tắc kè. Nếu như bạn nào không nghe kịp thì chúng ta có thể mở lại video và nghe lại câu chuyện nhé. Vậy là thầy đã hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số động trong bài Ngôi nhà trong cỏ. Bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ giáo cho những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn các bạn và các em rất là nhiều.